My name is Ter. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số câu lệnh trong lớp học các bạn nhé. Let's get started. Câu mệnh lệnh đầu tiên mà cô thường hay sử dụng trong lớp học là khi mời cô mời các bạn làm gì đây? Cô đưa tay từ dưới lên và cô sẽ mời các bạn stand up. Stand up. Nào, mời các bạn, tay của các bạn đâu rồi, làm cùng cô nào. Stand up. Stand up. Còn khi cô mời các bạn ngồi xuống thì cô sẽ nói là sit down. Sit down. Sit down. Stand up. Sit down. Khi cô muốn các bạn lắng nghe cô hoặc các bạn trong lớp nói thì cô sẽ có hiệu lệnh là listen. Listen. Tay của các bạn đâu rồi, làm cùng cô nào. Listen. Ba câu lệnh này chúng mình đã được làm quen từ năm lớp 1 rồi đúng không nào? Now look. Oh. It's a book. Everyone, let's do open. Open your book. Open your book. Tay của các bạn đâu rồi, làm cùng với cô nào. Open your book. Open your book. Còn khi chúng mình đã học xong rồi thì cô sẽ mời các bạn gấp sách lại. Tôi sẽ nói với các bạn là close your book. Close. Open. Close. Open. Close. Close your book. Open your book. Close your book. Close your book. Close your book. Khi các bạn muốn phát biểu thì các bạn có thể hands up. Hands up. Tay các bạn đưa lên cùng với cô nào. Hands up. Hands up. Còn khi chúng mình phát biểu xong rồi thì cô có thể mời các bạn là hands down. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số câu lệnh trong lớp học các bạn nhé. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Listen. Listen. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. Yeah, thank you everyone. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại tất cả 7 câu lệnh mà cô thường hay sử dụng trong lớp học rồi đúng không nào? Về nhà, các bạn hãy thực hành, làm động tác, rèn luyện cùng với phát âm các bạn nhé. Goodbye. See you.